trong phần hoạt động trải nghiệm của tuần hôm nay với chủ đề 7 em và những người xung quanh, tuần 2 văn nghệ chúc mừng những người phụ nữ quanh em. Và sau đây thầy xin mời tất cả các con chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu và chào đón một tiết mục văn nghệ của lớp 51 với ca khúc với tựa đề Con Yêu Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Liêu Hưng. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục văn nghệ của lớp 51.